Tổ sư Ấn Quang khai thị về danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 6. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Bà La Mã, những lá thư khai thị về Thần Chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Một, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, lá thư số 15. Hôm trước nhận được thư ông, biết ông đã không được khoản tiền nợ quan là 400 đồng. Ông cũng quyên thêm 100 đồng để cứu trợ dân bị thiên tai, an ủi, vui mừng hết sức. Ngày 17, một đệ tử giao cho quan 100 đồng để cứu trợ. Quan lại gộp món tiền ấy với những khoản tiền do người khác cho quan được 500 đồng đem gửi cho Âu Nông để tròn hết tấm lòng thôi. Nói đến chuyện niệm Phật, niệm Quan Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quan Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quan Âm. Dẫu Quan Âm bị tâm tha thiết, có tốt duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Cho nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quan Âm. Cần biết rằng Quan Âm là đấng thấy Phật rủ đồng từ cứu khổ. Ngay như Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quan Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta. Khi xuất quan, sau khi đã quyết định tới ở chỗ nào sẽ gửi thư cho ông biết, trong lúc chưa quyết định đi hay ở này, nói ra sẽ biến thành nhiễu loạn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 1. Hai, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Hơn 30 năm qua, tòa hạ đã khiến cho ông Vu rạng rỡ như mới. Còn quan suốt mấy chục năm qua chỉ ở đầu theo đệ chúng ăn cơm trong chùa người ta mà thôi. Soạn được hai cuốn văn sao, văn từ hết sức chất phác kém cỏi, chỉ là chuyện bị ép vào thế bất đắc dĩ, đành tất trách cho xong, nào đáng được khen người quá lố. Bế quan tu tịnh nghiệp quả thật rất tốt, nhưng cần phải một lòng dốc sức nơi tín nguyện nhất tâm. Cho nên dốc sức nơi thấy tình cảnh hay thấy Phật, nếu chẳng khéo dùng tâm, chỉ muốn mau thấy tình cảnh, vì vọng niệm ấy cố kết không cởi gỡ được, mỗi ngày một sâu hơn, ắt sẽ khiến cho oán gia trong đời trước biến hiện tình cảnh. Đợi cho ông thấy xong, sanh lòng hoan hỷ lớn lao, mà sẽ thừa dịp xâm nhập, chẳng thức gì chữa được. Hãy nên đem lời khích lệ này để bảo ban. Còn nói đến chuyện niệm Quan Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được. Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại nước bàn sẽ đắc đại nước bàn đó ư? Đại nước bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rút ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quan Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt. Nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi
Đức Quán Âm dạy người lễ bái Chỉ Chô, thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 1. Ba, thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ. Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông. Nếu dùng tâm chí thành, thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng, chẳng thấy lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ cứu nạn của Quán Âm Đại Sĩ. Hãy nên bảo chi thoát ăn chay trường, hằng ngày lấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chi thoát là Thông Xương, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu túc nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm cũng chừng đó. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quán Âm. Bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe. Hãy nghe thì công đức càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mạo không chỉnh tề, chưa rửa tay, súc miệng thì đều nên niệm thầm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm nói: Ta đắc Phật tâm chứng nơi rút ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ, cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện. Cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Từ ngữ như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều mong cầu. Đại niết bàn là Phật quả rút ráo mà còn có thể cầu được, huống hồ là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư? Hãy nên phát tâm tự lợi lợi tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hạnh ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mất họa lớn. Phàm hết thảy những bệnh thuốc men chẳng thể trị được, đều dùng thuốc A Di Đà một vị này để chữa trị. Ngày mùng 5 tháng 8 năm Dân Quốc 29 1940. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 1. Bốn, thư trả lời cư sĩ Phượng Thanh Chiêu, lá thư số 8. Hôm qua nhận được thư ông kèm theo thư của Chí Phạm, biết sự học vẫn tiến bộ, đạo tâm càng thêm kiên cố, an ủi lắm. Tử cần chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm và khuyên họ kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp, khỏi bệnh, mà y đạo của tứ cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây Y hệ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Thư của Chí Phạm
kính gửi trở lại theo thư này. Xin hãy thâu nhận. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 2. Năm, thư trả lời cư sĩ Lưu Dung Cát. Nhận được thư đầy đủ từ bùa động năm ngoái, quan dạo chính sách vào ban đêm nên mục lực bị tổn thương. Vì thế cự tuyệt hết thảy những chuyện thù tiếp thư từ. Vợ chồng ông muốn quy y thì nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người, viết trong một tờ giấy khác. Còn như khái thị thì cảm thấy quá tốn sức, vì thế tôi gửi cho ông 11 gói sách. Nếu chịu lắng lòng nghiên cứu sẽ tự lợi, lợi tha đều có thừa. Từ rầy đừng gửi thư đến nữa, do một lực chẳng thể thù tiếp được. Cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y. Sang năm sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi Tu Châu, ẩn chánh thật xa. Mong hãy sáng suốt soi xét. Thời cuộc hiện tại nguy hiểm vạn phần, bất luận già trẻ trai gái đều nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để dự phòng. Kiếp vận hiện thời có trốn cũng trốn không được, có đề phòng cũng chẳng thể đề phòng. Chỉ có cây vào lòng từ của Phật chắc sẽ được che chở trong cơn nguy hiểm nhỏ. Nếu đại hiểm họa sẽ đến, có lẽ mọi người sẽ đều cùng chết sạch. Tuy người niệm Phật chẳng thể riêng một mình thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi cái chết, nhưng chết rồi sẽ đi về đâu, mỗi người mỗi khác. Người niệm Phật sẽ nhờ vào Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương, cũng sanh trong đường lành, chọn chắn cùng đọa trong ác đạo như người không niệm Phật. Chẳng thể không biết đến ý này. Ngày mùng 9 tháng Chạp năm Dân Quốc 22, 1933. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 1. Sáu, thư trả lời cư sĩ Trương Dĩ Thuyên, lá thư số 3. Những loài thú dữ, rắn độc, châu chấu đều do tâm con người hung ác mà chúng gây tổn thương cho con người. Nếu hướng về chúng nó niệm Phật và dạy hết thảy mọi người ai nấy đều niệm Phật thì chúng nó sẽ tự bỏ đi. Há nào phải là giết chúng mà có thể trừ hại cho dân hay sao? Đấy chính là dẫn dắt người khác tạo nghiệp, đời đời kiếp kiếp phải chịu sắc báo. Ông học Phật kiên giết mà thốt ra lời lẽ đáng ghét nhất ấy, nếu chẳng sám hối ác sẽ bị trời quở. Ông Long Tự Tu làm chương huyền một huyện nọ tại Giang Bắc. Dân chúng do bị nạn châu chấu bèn mời quan đi xét nghiệm. Tới một chỗ lấy chân dậm xuống hơi bị lúng chân, hỏi châu chấu ở chỗ nào. Dân chúng thưa nó ở ngay dưới chân, có chỗ châu chấu đậu dày mấy tấc, rộng mấy dặm, dài mười mấy dặm, vẫn chưa một cánh. Hễ một cánh liền bay lên che rợp cả mặt trời. Ông hết sức kinh hãi, chẳng dám nói một câu nào, bèn lạy trời đất xin cứu mạng cho dân. Chưa đầy hai ba tiếng đồng hồ, đột nhiên
trời nổi sấm mưa to, châu chấu bị mưa diệt sạch. Đây chính là chuyện đại cảm ứng, do không thể làm cách nào bên cầu trời diệt châu chấu vậy. Nếu ông ra lệnh đốt hai chúng vùi để giết châu chấu, thì thử hỏi có được mạnh mẽ như vậy hay không? Một đứa bé gái mua một cái đập ruồi, hễ thấy ruồi bèn đập, chưa được bao lâu cả nhà đều bị ruồi bò đầy. Bà nội bèn mở toang cửa ra vào, cửa sổ, niệm Phật cầu ruồi bỏ đi. Ruồi bèn bỏ đi hết. Do đứa bé gái ấy còn có thiện căn, bởi chuyện ấy bèn dứt sát nghiệp. Nếu không, ngày ngày sát sanh, chính mình cũng bị yểu thọ theo. Cũng đừng học theo Tôn Thúc Ngao, thử hỏi có ai được lòng tốt ấy? Không có tấm lòng tốt ấy sẽ tự tạo sát nghiệp. Vậy hết thảy mọi người tạo sát nghiệp. Hơn nữa, rắn hai đầu là con vật lạ hiếm thấy, cho nên Thúc Ngao dứt đi rồi chôn. Mạnh thú, rắn độc, châu chấu không phải là những con vật cứ dứt đi là có thể ngăn ngừa được. Mọi người chỉ nên cùng phát tâm từ thiện, cùng niệm Phật hiệu, ắt chúng sẽ lánh xa. Sao ông không thấy trong Phẩm Phổ Môn đã dạy, nếu ác thú vây quanh, nanh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm bỏ chạy khổng tâm tích. Rắn độc cùng bọ cạp phun độc như khói lửa, do sức niệm Quán Âm nghe tiếng tự rút lui vậy. Do ông chẳng biết thời thế, thốt ra lời ác cực nặng, từ hãm hãm người. Nếu chẳng nói toạc ra với ông, thì nẻo trước toàn là oán gia. Hả có nên nói sằng ơ, pháp danh của tám người quy y, tùy theo mỗi người mà tự nhận lãnh. Chú thích: Tôn Thúc Ngao là một danh tướng nước Sở thời Xuân Thu, người huyện Kỳ Tư, nay là huyện Hoài Tân, tỉnh Hà Nam, khéo dùng thủy binh, làm đến chức lệnh doãn. Ông cả đời liêm khiết, khi mất nghèo đến nỗi không có hòm để chôn. Người làng phải quyên tiền để giúp vợ con ông khâm liệm. Thuở nhỏ, khi đến 10 tuổi, ông ra ngoài chơi, đột nhiên thấy một con rắn hai đầu. Trước đó, ông từng nghe nói, ai trông thấy con rắn hai đầu sau 3 ngày sẽ chết. Tôn Thúc Ngao nghĩ mình sẽ chết, động lòng từ bi, sợ người khác trông thấy con rắn ấy cũng phải chết như mình, bèn đập chết rắn đem chôn kính. Pháp hội Hồ Quốc Tiết Tai ở Thượng Hải là đã thức chứ không phải giảng kinh, tức là buổi chiều bèn khai thị hơn một tiếng. Chớ nên tới, vì người đông quá, đâm ra sẽ uổng công mệt nhọc. Quan Nhất Loạt chẳng tiếp khách, chẳng nói chuyện riêng với ai một câu nào, cũng chẳng nhận thức ăn tiền tài. Có như thế mới duy trì được, nếu không chắc chắn sẽ mệt đến chết. Chương trình ấy đã định, muôn phần chẳng tiện sửa đổi, mong hãy sáng suốt soi xét. Pháp danh của hai vị viết trong tờ giấy khác, trong xưởng chịu đề xướng ăn chay niệm Phật, chắc chắn công việc sẽ phát đạt, mà cũng có thể hướng dẫn những người cùng nghề. Con người ưa điều lành, ai mà chẳng giống như ta. Không có ai đề xướng
thì không cách gì phát khởi được. Khai thị lục ước chừng cuối tháng sẽ gửi tới. Vô ý mà niệm Quán Âm, tức là duyên thường niệm trong đời trước đại chính. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Sinh lòng tin tu trì, bèn có thể siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Người không biết đến, hoặc biết đến mà chẳng tu, chẳng đáng buồn lắm hay sao? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 1. Bảy. Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Năm ngoái ở Đại Sanh, năm nay tại cư sĩ Lâm, hai lượt cảm ứng đều đáng cảm hóa kẻ ngu tục. Phạm làm công đức vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng, bất tức phải đổi thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được lợi ích dễ dàng nhất, do kinh văn ít nên dễ niệm. Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được, thấy niệm liền được lợi ích. Dương Giám Định ở Tô Châu không mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm tín hiệu Quán Âm. Gã lính ấy không thích được cúi chào, bèn vung đao chém xuống. Đây chính là oan gia đời trước khiến cho ông ta bị toát da đầu. Đao chạm đến da đầu liền trượt ngang, da đầu đã toạc, chảy máu rất nhiều, nhưng xương đỉnh đầu chẳng bị tổn thương mấy may. Nếu lưỡi đao không trượt ngang thì đầu đã thành hai mảnh rồi. Do vậy, biết trong thời thế nguy hiểm nhất, hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Những kẻ khoe kỳ đua là đều chẳng chú trọng cứu khổ nạn, mà chú trọng tỏ lộ chính mình trí thức cao siêu. Các vị pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị trong hội Hoa Nghiêm số đến vô lượng vô biên, điều phân lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy, dùng công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc để mong viên mãn Phật quả. Những vị ấy là người như thế nào, chuyện ấy là chuyện như thế nào? Huống chi bọn ta gặp phải đại kiếp đau binh từ ngàn xưa chưa hề có, há nên đổi niệm Phật thành niệm kinh ư? Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung khiến được vãng sanh thì lại càng thua xa lắm. Vì thế hãy nên uyển chuyển khuyên huệ giáp vẫn chú trọng chiếu theo quy cách cũ, vừa dễ làm mà lại lợi ích nhiều lắm. Nay gửi cho các ông một gói Long Thư Tịnh Độ Văn, tổng cộng là 14 cuốn. Nếu ai xem được thì đưa cho họ, bảo họ phải cung kính, chớ có khinh nhờn. Chẳng đọc được thì xin hãy thay quan tặng cho người khác để tạo phước cho người ấy. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, từ rầy đừng giới thiệu người khác đến quy y, vì không có sức thù tiếp. Nay tôi ở Linh Nham, dẫu không có một đồng nào cũng sống được, chứ không phải như ở chùa Báo Quốc, mọi người đều do quan cung cấp. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 1. Tám. Thư trả lời hai vị cư sĩ Chí Mục và Chí Thanh, lá thư số 2.
Đang trong thời thế này, ngoại trừ niệm Phật, niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già trẻ, trai gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật, niệm Quán Âm. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Thế giới đại chiến, cả cuộc đời không một ai được an vui. Người bị tàn sát cố như là khổ, nhưng kẻ sát nhân hiện tại cũng cực khổ. Đời sau hay đời sau nữa, muốn làm chó, ngựa, trâu, dê cũng chẳng được. Tiếc cho cả cuộc đời đều là kẻ si, cùng nhau mà miết giết người, giết vật. Chẳng tự biết ác nhân đã gieo, ác quả sẽ tự theo đó đưa tới. Chuyện này đáng buồn hết sức, mong hãy sáng suốt xét soi. Trích dẫn Ân Quang Phục Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 2. Chính thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nhận được thư từ hôm trước, nhưng gần đây công việc khá bận rộn nên trả lời thư trễ nải. May là cả nhà ông vẫn tu trì như cũ, thật là mừng rỡ, an ủi lắm. Mấy năm nay tai họa xảy ra quá thường xuyên, thật đáng nguội lạnh của lòng. Nói chung là do lòng người ngày càng bại hoại mà ra. Những phương cách giúp cho nạn nhân có cái để gây dựng lại cuộc sống về sau đều là các phương cách quan trọng để cứu giúp trong lúc ngặt nghèo. Những cách này không phải là thường có. Nay để làm chuyện thường có, đặc biệt lập ra một pháp, mong hãy thường truyền bá thì lợi ích vô cùng. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ, trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đau binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oán gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dữ hoa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc chờ niệm khi lâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sanh nở, đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ, thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở. Hoặc vừa cẩn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sanh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sanh nở.
Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chư niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõa lồ bất tỉnh, nếu niệm sợ mất tội lỗi. Phải biết Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm của chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng thương yêu con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà xa lần. Do vậy, phụ nữ khi sinh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát chính là diệu pháp tối thượng cực kỳ linh nghiệm, hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong kinh Dược Sư, chứ không phải do bất huệ bịa đặt. Phàm những ai có niềm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật, tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chứ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc áo mũ hay còn chưa chỉnh tề, tay lưỡng mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường, niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức. Còn lúc sanh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, cho nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi. Lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trong tâm, do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sáng phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sáng phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lời khắp hết thảy, Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh. Do tâm đại bồ đề lời khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trong đời có kẻ nói giọng cao xa, chẳng nghe chuyện nhân quả báo ứng và pháp xin gắn tu trì, chỉ lấy hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp, làm bùa hộ thân. Chẳng biết đã chấp hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp thì đã chẳng phải là ý nghĩa hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp rồi. Huống chi kẻ ấy mượn cơ đó để lấp liếp dấu vết lười nhác biến trễ, chẳng chuyên chú thật tu, chỉ là bằng xuân trên cao,
Đến khi nghiệp báo đã chín mùi, vua Diêm La sẽ dâng đồ cúng dường tối thượng cho kẻ. Hết thảy chẳng chấp, hết thảy đều là không ấy. Không biết trong lúc ấy, kẻ đó còn có thể đều là không, đều chẳng chấp được hay chăng? Chúng ta nên kính như viễn chi đối với những kẻ ấy, để khỏi phải nhận sự cung kính cúng dường tối thượng của Diêm Lão vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Biển Thường. Mười, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, lá thư số 4. Nói đến nạn hút sách nghiện ngập thì không chỉ có nhà phiến, thuốc lá cũng gây hại thật dữ dội. Trong lúc đại chúng tụ tập, hãy nên đề xướng khuyên họ đừng hút hay dùng những thứ ấy. Người hút lâu ngày ắt sẽ đoạn thọ, phụ nữ hút thuốc nhiều sẽ không thể sinh nở được. Điều này do một đệ tử của tôi, Triệu Nguyệt Tô, vốn là một quan võ đã sớm đổi nghề trở thành thương nhân, đích thân nghe thấy cụ giáo ngoại quốc bảo với các nữ học sinh như vậy. Hiện thời văn sao đã sắp chữ bản khác thêm vào mấy chục bài nữa, khoảng xuân hè năm sau sẽ in ra sách. Bản này sẽ để cho thư cục vĩnh viễn lưu thông. Bản đầu tiên sẽ in 10,000 cuốn, ngoại trừ 3-4 ngàn bộ quan cần thiết, số còn lại đều để cho họ định giá bán. Trong lá thư hồi tháng 9, ông đã nói đến chuyện con gà, hơi giống như chuyện Dương Bảo của chim sẻ thời Hán. Chúng ta chỉ nên giữ tấm lòng phóng sanh, đừng vương vấn ý niệm mong được hưởng quả báo tâm công. Dẫu có quả báo tâm công, cũng nên đem hết công đức ấy hồi hướng chính phẩm vãng sanh thì mới là chân chánh lợi mình lợi vật vậy. Tâm công là 3 chức quan cao nhất thời xưa. Vào thời Tây Châu, tâm công là thái sư, thái phó, thái bảo. Đời Bắc Ngụy thay tâm công bằng danh xưng tâm sư. Đời Tây Hán coi thừa tướng, sau đổi thành đại tư đồ. Thái úy sau đổi thành đại tư mã. Ngự sử đại phu sau đổi thành đại tư không là tam công. Đời Đông Hán lấy thái úy, tư đồ, tư không làm tam công. Tăng Bính bị mất bệnh là do túc nghiệp. Khi lâm chung chịu niệm Phật là do túc thiện, điều thiện đã làm trong đời trước. Đã có thể tự niệm, lại được mọi người chờ niệm, chết rồi sắc mặt rạng rỡ. Có được 3 điều ấy chắc được vãng sanh Tây Phương, sao lại nói là sẽ đọa vào chỗ nào? Đời người gặp phải các cảnh thiện ác, mỗi mỗi đều có túc nhân. Đời trước có oán thù, thay nhau liền ôm lòng giận. Đời trước có ân, thay nhau liền sinh lòng yêu mến. Phụ nữ vui chi quen tánh buông lung, đến nỗi chẳng thể chuyển oán thành thân để tiêu trừ túc nghiệp. Người hiểu rõ lý đã biết, kẻ vừa trông thấy liền nổi nóng là do đời trước có oán thù, sẽ đối trị sự sân hận này, càng ra sức đối đãi bằng lòng tự ái thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ bởi hiện nghiệp, tức nghiệp trong hiện tại. Thiện tâm
cũng gọi là nghiệp. Nếu có thể, chí thành khẩn thiết chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì không chỉ được lành bệnh mà thôi. Nếu có thể chí thành đến cùng cực thì còn có thể liệu sanh thoát tử cho đến thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy: cầu vợ được vợ, cầu vợ là mong có được vợ hiền thục trí huệ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là cực quả rút ráo được chứng bởi Đức Phật. Nhưng người đời do lòng tin lẫn sự chí thành trì tụng đều chưa thể đạt tới mức cùng cực, nên tùy theo lòng thành của kẻ ấy mà được các thứ lợi ích nhỏ nhoi. Đừng nói là lợi ích chỉ có thế mà thôi. Hãy nên với: trong là người thân trong nhà, ngoài là hết thảy mọi người, đều đem những chuyện chính mình chứng nghiệm và những chuyện cảm ứng do thuộc trong bộ Quán Âm Tùng để khuyên bảo. Ngõ hầu ai nấy đều được Bồ Tát từ bi che chở gia bì trong lúc tình thế hoạn nạn này. Đây chính là cách dự phòng mầu nhiệm nhất. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 2. Mười một. Thư trả lời cư sĩ Tạ Hoài Lâm, lá thư số 14. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quan Âm sẽ chẳng thấy được. Huống chi ông làm trưởng ấp, đang trong lúc thổ phỉ binh lính hoành hành, nếu chẳng cậy vào từ oai của Đức Phật, cứ muốn dùng tài trí của chính mình để lo liệu sẽ khó như lên trời, nguy hiểm như bước trên băng. Nếu ôm tấm lòng đại từ bi chưa bảo ăn lương, lỡ gặp phải những hàng hung ác như vậy thì thế tất nhiên là phải xử trì, nhưng phải giữ tấm lòng xót thương thì sẽ chẳng tự đến nỗi kết oán và gặp họa. Năm ngoái, một đệ tử là Tào Vận Bằng làm huyện trưởng huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người, bè đảng của hắn mua tính báo cừu. Trong tháng 11, ông ta trở về Thượng Hải. Đến ngày 13 tháng Chạp, mười gà đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chỉ tâm niệm Quan Âm. Bọn giặc lục soát rương cháp, tìm được một xấp tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do. Chúng nói để báo cừu. Hỏi do chuyện gì? Họ nói báo cừu cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tào vì sao phải tử hình. Ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải Tào Mỗ tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt Tào Mỗ không? Chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới, rồi bỏ đi.
Tao vẫn bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu. Hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng chọn chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vân Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến, đưa cả nhà sang Thanh Đạo. Thứ cảm ơn này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Có thể dốc hết thực lực chi niệm thì quyết định gặp giữ hoa lành. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên quyển 2. Mười hai, thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, lá thư số 21. Những kẻ hoằng pháp hiện thời đều là kẻ chấp chặt theo chương trình, chẳng biết lẽ biến thông. Kinh Nhân Vương cố nhiên có thể hộ quốc, nhưng nếu giảng giải ý nghĩa kinh ấy sẽ thật khó thể lãnh hội, mà cũng chẳng niệm được bao nhiêu. Nếu lấy phẩm phổ môn làm phương tiện cứu nước để giảng diễn, thì đứa trẻ lên ba cũng biết niệm Quán Âm Bồ Tát. Còn Kinh Nhân Vương thì trong 100.000 người chỉ được 1-2 người biết tụng niệm, lãnh hội ý nghĩa. Hoằng pháp như thế chỉ được danh tiếng lớn lao là hoằng pháp, chứ có được lợi ích bảo vệ đất nước thật sự, đáng thăng không chi bằng. Ông là người trọng nông thành đô, từ nay hãy nên thật sự mong muốn lời người, đừng chấp chết cứng những quy củ đã định. Như hai lần trước ông tổ chức pháp hội cứu quốc, quan không ngăn đau lòng, bỏ đơn giản để cầu lấy rườm rà, bỏ dễ dàng cầu lấy khó khăn, bỏ chuyện chẳng tốn kém để làm chuyện hao phí lớn lao. Rốt cuộc người đến tụng niệm trong pháp hội chỉ lèo tèo, chẳng phải là tạo lợi ích nhoi nhoi bé tẹo hay không? Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi đi rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng gián tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa đặt đà đi chợ để cứu ngặt mà vẫn cần đến toa thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Ông có biết hay không? Viết dưới đèn vào ngày 11 tháng 11. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên quyển 2. Mười ba, thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, lá thư số 22. Hôm qua nhận được bài văn phổ cáo của ông. Phổ cáo tức là thư bày rộng khắp, từ lẫn lý điều châu đáo. Điều đáng tiếc là chẳng biết sư vụ. Đang trong lúc đại kiếp đối đầu này, chỉ dựa vào một vị tăng người Ấn Độ, mấy trăm vị hòa thượng tụng kinh Lăng Nghiêm đại bi mà có thể ngưng dứt được đại kiếp hay sao? Sao không phổ cáo cả thành, cả ấp, cả phủ, cả nước, chọn hết thảy mọi người hàng ngày thường chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu diệt đại kiếp này? Dùng tấm lòng khẩn thiết chí thành để soạn một bài văn
trong sáng, rõ ràng, buồn khóc ứ lệ, khẩn khoản bảo ban. Ai nấy đều có tâm, ắt mọi người sẽ cùng nhau phát khởi, xoay vần khuyên bảo lẫn nhau, thì tiếng niệm quan âm và niệm Phật sẽ vang dội hư không. Dẫu chẳng thể diệt được đại kiếp, thì tai ương cũng sẽ chẳng đến nỗi quá đáng. Mười mấy năm trước đây, một vị cư sĩ ở Xuyên Trung đề xướng trì chú Lăng Nghiêm để cứu quốc dứt tai họa. Ông ta vì những người chẳng thay niệm chú mà in chú Lăng Nghiêm thành một quyển sách nhỏ, bảo họ đeo trên thân, đeo trên đầu cửa, thờ ở trong nhà, tốn kém cũng khá bồn. Chẳng biết dạy hết thầy mọi người niệm Quán Thế Âm sẽ chẳng cần phải tốn tiền, mà hết thầy già trẻ trai gái đều giới thiện căn không chỉ lớn bằng. Ông ta gửi chương trình ấy và một quyển chú nhỏ đến Phô Đà. Lúc ấy đã cần ngày rồi, dẫu viết thư gửi đi ngay vẫn chẳng kịp. Quan chỉ than thở cảm thương mà thôi, chẳng gửi thư cho ông ta nữa. Năm nay Xuyên Trung lại đập ra hội ấy, hoặc là trong năm ngoái, tôi không nhớ rõ, lại nói theo thể lệ trước đây. Lần này chẳng biết do ai đề xướng, mà cũng chẳng phải do hội ấy gửi thư ra, vì thế cũng đành cười khang mà thôi. Lời ông nói trong thư hôm qua cũng vẫn chưa thấy được điều này. Đấy chính là bó chuyện giản dị ai cũng có thể làm được, để chi mong một vị tăng Ấn Độ và hơn 500 vị hòa thượng tiêu trừ đại kiếp này. Không phải là tôi nói vị tăng Ấn Độ và chư vị hòa thượng chẳng thể tiêu trừ đại kiếp được, mà là than thở sao ông nỡ làm cho hết thảy những người đang hứng chịu tai nạn chẳng được gieo thiện căn sâu đậm. Do vậy, người làm chuyện lớn mà chẳng tính đến những điều nhỏ nhặt, rốt cuộc sẽ hết sức bày vẽ phô trương, chẳng hề chú ý đến chuyện thành thật thực hiện rộng khắp. Qua một mực chẳng ưa lắm chuyện, trong một lá thư trả lời khắp đã chia rõ từng điều. Muốn diệt đại kiếp, sao không chọn lấy một điều đã được đề nghị trong lá thư ấy, khuyên khắp hết thảy những người cùng hàng điều niệm Quan Thế Âm vậy. Ngoài trừ những kẻ chẳng phát tâm ra, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng niệm Quán Âm được. Niệm chú Lăng Nghiêm thì trong vạn người chỉ được một hai người niệm được mà thôi. Niệm Quán Âm chẳng tốn công mảy may, cũng chẳng phải tốn kém gì. Còn niệm Lăng Nghiêm thì chẳng tốn đến mấy ngàn đồng sẽ chẳng thể xong việc được. Người bề trên của dân làm chuyện gì cũng phải lo toan đến điều này, thì tuy là cùng làm chuyện giống nhau mà lỡ thật sự lại khác biệt vời vợi. Ngày 14 tháng 11, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 2. Mười bốn, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, lá thư số 1. Thư nhận được đầy đủ. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, những do một người chuyện hư động đại, người ta thường tưởng lầm là thật, hết sức hổ thẹn sâu xa. Vì thế trước kia tại quan có nhắc đến chuyện cư sĩ tỏ ý muốn thân cận quan, tôi nghĩ là ngẫu nhiên nói tới nên chẳng dám gửi thư ngay. Nay ông đã gửi thư tới,
biết ông vẫn chẳng có hơi danh của quan là sai lầm, nên chỉ đành đem lầm đáp lạc. Nay đặt pháp danh cho cư sĩ là Đức Nhân, nghĩa là lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tự hành, lại còn đem những điều ấy giáo hóa khắp hết thảy, khiến cho hết thảy mọi người đối với pháp thế gian đều chẳng thiếu sót, đối với pháp xuất thế gian đều cùng được hưởng lợi ích thật sự ngay trong đời này, thì lòng nhân từ ấy cũng lớn lắm. Đấy là Đức Nhân. Nhân đứng đầu mọi điều thiện, nhân chính là từ bi. Tên gọi tuy tương tự, nhưng đem lợi ích liễu sanh tử thật sự của Phật pháp dạy cho người khác, so với những pháp thế gian chỉ có lợi ích cho sắc thân, quả thực là cách biệt vời vợi, một trời một vực. Lệnh phu nhân Lưu Chí Từ có pháp danh là Đức Từ, phụ nữ lấy giúp chồng dạy con làm thiên chức. Nếu còn có thể dốc lòng tin tưởng pháp môn Tịnh Độ là pháp môn viên đốn nhất, thẳng tắc nhất trong Phật pháp, thì lòng từ ấy không giống với lòng từ được nói trong thế gian. Bởi lẽ lòng từ thế gian chỉ có lợi cho sắc thân, chẳng mang đến thần thức, chỉ tính đến hiện tại, chẳng liên quan đến đời sau, huống là bao kiếp vĩnh viễn ơ. Nếu có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận và tín nguyện niệm Phật vân vân, dạy bảo con cái cùng với tôi tớ và những người quen biết, khiến cho họ trong đời này cũng được trở thành bậc thánh hiền, lâm chung lên thẳng cội thánh của Phật A Di Đà, đấy gọi là đức từ. Lợi ích của lòng từ ấy thấu tột đến tận đời vị lai, chọn chẳng lúc nào hết. Nguyện hai vị ấy đều nỗ lực ngõ hầu chẳng uổng kiếp sống này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Hiện nay đang lúc tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều phải thường niệm tín hiệu A Di Đà Phật và Quan Thế Âm. Dẫu gặp phải những nguy hiểm như nước lửa, đau binh và bệnh tật do oán nghiệp vân vân, mà nếu có thể chí thành niệm, chắc chắn chẳng đến nỗi nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân đang khi sinh nở, hãy nên chí thành niệm tín hiệu Quán Âm ra tiếng rõ ràng. Lúc ấy chớ nên niệm thầm trong tâm, thế liền an nhiên sinh nở, chắc chắn chẳng bị khổ vì khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết, dạy người ấy niệm sẽ tức khắc an nhiên sinh nở. Có thể đem điều này bảo khắp với hết thảy mọi người, chính là cứu sẵn sáng nặng, cứu sẵn tánh mạng mà con gái, con dâu vân vân của chính mình cũng đều cũng được Phật Bồ Tát từ bi gia bị. Đừng cho rằng quan chẳng nên thốt ra đời này, cổ nhân nói sanh tử cùng lớn thay, lẫm chúng chờ niệm là giúp cho người chết được vãng sanh. Khi sinh nở niệm Quán Âm chính là giúp cho người sống, cả mẹ lẫn con được lìa nguy hiểm. Mấy năm gần đây tôi thường nghe kể nỗi khổ vì khó sanh, lại biết rõ chấp trước sai lầm của người đời. Có người niệm Phật hễ trong gia đình có ai sanh nở, bèn chúng ra ngoài hơn cả tháng mới trở về. Vì thế tôi thường nói với hết thảy mọi người,
mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm thay. Những điều khác đã nói từng tầng trong văn sao, ở đây không ghi cặn kẽ. Ngày 23 tháng 8 năm Dân Quốc 21, 1932. Cư sĩ Đức Nhân, trước kia thành tích chính trị khá nổi tiếng tại Giang Tây, nay đã ẩn cư Tịnh Tô. Cố nhiên nên dùng những chuyện như giữ về nương thường, chọn hết bổn phận, và những pháp như tín nguyện, niệm Phật, vân vân, để tùy thuận cơ nghi bảo ban những kẻ vốn đã phục tùng, tin tưởng, ngưỡng mộ, khiến cho bọn họ cùng được lợi ích thế gian lẫn suốt thế gian. Nay gửi cho ông văn sao Gia Ngôn Lục, Lịch Sử Cảm Ứng Thống Kỷ, Chánh Tín Lục, mỗi thứ một phần để làm căn cứ tự hành dạy người. Lại còn có Thọ Khăn Bội Giám, Cảm Ứng Trực Giảng, mỗi thứ một phần để làm căn cứ dạy dỗ con cái và dạy người khác giữ gìn thân thể. Các sách này, nếu muốn lợi người mà thịnh với số lượng ít, thì hãy thịnh ở chỗ ông Điền Thân Phụ tại số 86 Ngõ Thái An, thành phố Hán Khẩu. Nếu thịnh với số lượng nhiều, thì hãy thịnh từ Hoàng Hóa Xã thuộc Chùa Bảo Quốc tại Tô Châu. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 2. Mười lăm, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, lá thư số 2. Đang nhầm thời mặc pháp, có người cặn cơ kiếm hiền, chỉ có một pháp niệm Phật là phù hợp cặn cơ nhất. Có nhiều người hễ cầu đảo đều luôn bận tâm về chuyện, có người chẳng thể niệm tụng trọn hết kinh chú, chẳng biết hễ trì vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật còn có thể thành Phật, há chẳng thể tiêu tai được ư? Quan Thế Âm Bồ Tát có duyên với thế giới này của chúng ta nhất, cũng nên niệm kèm thêm. Chỉ cần chí thành cung kính, nhất định hệ quốc cảm liền thông. Dẫu cho tu trì lúc bình thường, hãy do có chuyện bèn cổ đạo, điều cũng phải có trong chuyện, ai nấy đều có thể niệm được. Tử suy nhiều lần tổ chức cổ đạo nhưng không có hiệu quả, nguyên nhân chánh yếu đều là vì không phải ai cũng niệm được chú Lăng Nghiêm, khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy đáng cười, đáng thương thay. Những kẻ đứng ra tổ chức những pháp hội cầu đạo ấy thuộc hạng ưa ăn nói lưng lối, thích làm chuyện khó khăn. Chính họ làm thì được, nhưng bảo nam nữ chọn tình tứ xuyên điều niệm thì lại không thể niệm được. Họ chẳng biết rằng niệm Phật hay niệm Quán Âm, đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Sau này ông tổ chức liên xã để cầu đạo, hãy nên lấy niệm Phật, niệm Quán Âm làm chánh thì lợi ích lớn lắm. Hơn nữa, cố nhiên nhiều liên xã thì tốt, nhưng nhiều mà tràn lan hỗn loạn thì không nên. Đừng chú trọng lôi các người gia nhập liên xã cho đông, đến nỗi xen làm tràn lan hỗn tạp thì công chẳng cư được lỗi đâu. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 2. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 6